cứ bật rọi. Nạt không nạt, mở không mở. Thằng Kiên nữa, lúc nào cũng vậy hết, cái gì cũng minh quan hết là sao vậy? Lấy mà làm cái gì vậy? Mày buông ra em ơi! Mày! Lấy! Tao thề là không đội giờ chung với mày! Thật ra thì hai người đó quen nhau cũng hợp mà. Ở cái trường này, có mày sao người vào có tao? Thất bại! Thất bại nhất của một thằng đàn ông là không thể giữ người mình yêu. Nước tôi mua cho Quang uống mà, sao muốn đi đưa Thảo gì vậy? Nhưng mà mình là đàn ông, người ta con gái, người ta đi bộ kìa. Xin lỗi, qua nhà coi dỗ ăn chân gà hơi nhiều lắm. Tao quê mày từ lúc mày vô cái trường này. Trước khi mày vô, đã là hot boy ở cái trường. Mày vô xong rồi tao đi làm căn hộ luôn, mày thấy không? Vui lên đi, đừng có bộ. Hello các bạn, nhìn sơ qua các bạn sẽ nghĩ đây là nơi ở của một thanh niên đúng không? Nhưng không phải, tôi là Thảo, là sinh viên năm cuối của môn ngoại ngữ quốc tế. Tính cách của tôi á, phải nói là giống như một bà già khó tính vậy đó, lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng và vô cảm. Thân hình là một người phụ nữ, nhưng tính cách chẳng khác gì một thằng con trai. Thì thường bị các bạn trong lớp xa lánh. À mà không, đúng ra là tôi xa lánh họ mới đúng chứ. Bởi vì lớp tôi á, toàn những thanh niên ham chơi, không có đứa nào tốt hết á. Vì thế chả bao giờ tôi thích tiếp xúc với họ cả. Trời ơi, mệt quá. Cái gì mình nặng dữ vậy? Nặng đâu nặng, có 6 mấy ký mà nặng gì? Nặng chết luôn á. Có Quang mới nặng này, có Quang nặng hơn tôi á. Chắc ta đạp mệt đó ta. À chắc tại chưa ăn sáng á. À vậy hả? Ê Thảo, Thảo kìa. Thảo kệ, Thảo liên quan tới mình. Xuống xe. Bắn mớ xuống xe. Nhưng mà mình là đàn ông, người ta con gái người ta đi bộ kìa, thì mình ga lắng đi. Thảo đi bộ kệ Thảo chứ, nhưng mà Quang đã chở đi học mà. Thì chịu khó đi, mình phải đàn ông không? Đàn ông mà ga lăn lên thôi ha anh em. Ok, xuống xe đi, chạy đi. Ê Thảo ơi, đứng lại. Nè, ê, nó nghe nè, lên xe tôi chở cho đi học, đi bộ mỗi chân lắm. Đi lên xe đi nha, lên xe nha. Đi lên xe. Xe dịnh chắc nha, à, nếu mà thấy không chắc thì cái này để cho đi. Mày vẫn chưa xin lỗi tao về chuyện ngày hôm qua đó.
Đúng rồi. À, cảm ơn nha. Thôi thôi uống nước nè. Nước tôi mua cho Quang uống mà. Sao muốn đi đưa Thảo gì vậy? Thì mình con trai đàn ông mà, thì mình ga lăng với phụ nữ cũng được mà, đúng không? Hay đàn ông không? Yeah, đàn ông nè. À, lên kiều anh em nha. Ê con kia, tao kêu mày xin lỗi, tao không xin lỗi mày. Điếc hả? Mày đùa quá. Tao thề là không đội giao chúng với mày. Ở cái trường này có mày sẽ mưa vào có tao. Mày biết lỗi của mày chưa? Ừ? Cũng vậy. Mày sao lại đánh tôi? Không có lỗi gì hả? Tao quê mày từ cái lúc mày vô cái trường này. Trước khi mày vô, tao là hot boy ở cái trường này. Mày vô xong rồi tao đi làm giang hồ luôn, mày thấy không? Giang hồ rồi. Bây giờ làm sao? Sao nữa hả? Sao nữa? Sao nữa? Gặp tao là ngay ngay cơ. Ê, sao mình không cứu nó đi? Chuyện người ta xí vô mỏ máu không? Ừ. Đứa nó vừa ném. Chuyện lớn chắc luôn mày Quang ơi. Mày yên tâm đi, có tao bảo vệ cho Thảo mà. Đúng rồi, Quang là tướng bè con nè, Quang bảo vệ Thảo chứ. Có Quang mình Quang chấp hết tụi nó luôn, đúng không? Sao gung dữ vậy? Xin lỗi, qua nhà có dỗ ăn chân gà hơi nhiều. Ý kiến gì con lùng? Tụng thứ bạch rồi. Nạt không nạt, mở không mở. Ấp đau quá. Thôi đi đi, thị trưởng tới kìa. Cảm ơn Thảo nha. Không có Thảo chỉ bầm dặn hết rồi. Quỳ thẳng lên. Đây là trường học chứ không phải là cái chợ. Mà hai cô cậu muốn làm gì làm. Nhìn cái gì mà nhìn? Cậu vui lắm hả? Mày thương Thảo bằng tao không? Vị Quang, sao kiếm chuyện với Phi hoài vậy? Tao không có kiếm chuyện với nó, mà tao muốn nói cho nó biết Thảo là của tao. Thì cái gì của mình chắc chắn là của mình thôi. Nói gì vậy? Ủa tao nói gì vậy?
đâu. Chị ơi, chị làm vậy là nó chết thiệt rồi sao? Chết thì được gì chết. Tao chỉ cho người cảnh cáo thôi. Chứ mà em sợ quá à. Tao sẽ chịu trách nhiệm. Rồi để coi đứa nào hơn đứa nào. Cuối cùng thì Thảo cũng chịu nói chuyện với Ti rồi hả? Ti tưởng là Thảo bị câm chứ. Mà mấy vết thương này nó nhẹ lắm mà. Ti không sao. Mai mốt mấy cái chuyện của tôi đừng tham gia vào nữa, không có hay đâu. Nhưng mà sao mấy người đó lại ghét Thảo vậy? Có cần thiết phải hỏi nhiều vậy không? Đi nhanh đi. Một cái cộng đầu vào em mỗi khi em say điều gì, một tay hôn nhẹ ấm ấm mỗi khi kề bên tâm sự, một ánh mắt hiểu điều em mỗi khi em thẹn thùng không nói, một dòng trầm ấm không bao giờ khiến set the alarm for 7:30, but it didn't go off. Why are you so late? Are you cold? No, not at all. Am I pronouncing it correctly? Not really. The final sound is missing. Am I pronouncing it correctly? Not really. The final sound is missing. Mày đứng đây coi, mày đứng đây coi, mày đứng đây. Mày đứng đây làm gì vậy? Mày tin tôi đánh mày không? Nhưng cái gì mà nhân? Mày lơm cơm hả mày? Mày bận con mắt mình trái hả? Mày đứng sau đó ngồi quýnh mày bằng mắt mình phải luôn á. Lâu
Đừng có buồn, mày nhìn nó xạo vậy chứ không ý gì đâu. Cảm ơn. Sao vậy? Thật ra thì hai người đó quen nhau cũng hợp mà. Một người nói ít, còn người kia nói nhiều. À hợp luôn hả? Hợp hả? Khù khờ, bù trừ cho nhau. Bù trừ cho nhau luôn hả? Thất bại. Thất bại nhất của một thằng đàn ông là không thể giữ người mình yêu để cho thằng khác giành lấy. Hạnh phúc của mình mà mình không giữ thì ai sẽ là người giữ? Ai sẽ là người giữ? Ôi, mới nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới kìa. Sao lại ở đây đập tường? Đáng lẽ phải đọc nó chứ. Ôi. Rút anh em ơi. Nhưng mà thằng Quang nó đánh thằng Phi á là tại vì Thảo, nó yêu Thảo. Còn Kiên nữa, lúc nào cũng vậy hết, cái gì cũng mình quen hết là sao vậy? Tôi biết thằng Quang á là tại vì Quang. Con muốn khóc á thì cứ khóc thoải mái đi, đừng có kìm nén, khó chịu lắm. Tôi biết á là thời gian vừa qua Quang cũng hiểu được
tình cảm của tôi dành cho Quang mà đúng không? À, có lẽ là Quang không thích con trai, Quang chỉ thích con gái thôi. Tôi xin lỗi. Quang có lỗi gì đâu mà xin. Lỗi do tôi mà. Tại tôi cố chấp, tôi ngoan cố thôi. Nhưng mà không sao đâu. Tôi không sao hết trơn á, Quang cứ yên tâm đi. Bây giờ hả thì tôi sẽ đi tìm tình yêu đích thực của tôi. Và tôi sẽ sống đúng với bản thân của mình. Và tôi hy vọng rằng á, Quang cũng giống như tôi. À thôi, tôi đi nha. Quang giữ gìn sức khỏe. Vui lên đi, đừng có buồn. Gái của anh nha. Em cần anh đơn giản chỉ là cái ôm thật chặt thật lâu và thân ấm áp, cần một bờ vai đủ để em tựa vào, một vòng tay ấm mãi không thể nào rời xa em. Em cần em mang được rồi đó. Cô không hiểu gì à? Đây là anh trai của tôi và không có một chuyện yêu đương gì ở đây hết. Anh tôi chỉ muốn đùa chơi với cô thôi, nhưng mà đâu có nghĩ là cô lại xem đó là thật. Tại sao vậy? Thật ra tôi không yêu Thảo. Tôi chỉ giả ngơ cuộc khờ để lừa dối tình cảm của Thảo. Vậy mà Thảo cũng tin. Hay là để tôi kể hết sự thật cho Thảo nghe nha. Tao thề là không đội giày chung với mày. Ở cái trường này có mày sắp mười rồi đó tao. Mày đánh nhẹ nhẹ thôi nha mày. Ủa kia không thấy hả? Quên nó đi rồi chết kìa. Nếu mà Thảo không xuất hiện thì còn đánh cỡ nào nữa. Vốn dĩ như vậy sao, chỉ toàn gieo đắng cay vào lòng nhau.
toàn những gió trá vây lòng em mỗi đêm. Chân thành liệu có trên cõi đời, tình yêu vốn dễ như vậy sao? Yêu dài lâu cũng chẳng thuộc về nhau. Đằng sau đêm thế, cứ ngỡ sẽ ấm êm, cứ ngỡ sẽ có nhau về sau. Không, không, không. Trên giữa